ba gánh nặng nhiều người tuổi trung niên phải đối mặt. Kính thưa quý vị, nghĩ tới khoản nợ mua nhà mình phải trả tới tận gần 70 tuổi, chị Susan Nan cảm thấy chán trường, kiệt sức. Susan Nan, 52 tuổi, một quản lý nhân sự, tìm tới văn phòng tâm lý của tôi tháng trước với gương mặt buồn thảm. Chị ấy đã ly hôn và cảm thấy cuộc đời thật mệt mỏi sau những giờ làm việc tất bật và về nhà vẫn phải chăm lo cho hai đứa con đều trên 20 tuổi nhưng chưa đủ tiền ra riêng. Susan Nan đang thiếu tự tin về bản thân và luôn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống. Tôi nhìn về tương lai và chỉ thấy lo âu vì có vẻ như nó ngày càng tệ. Chị nói, người ta hay nghĩ lo âu và thiếu tự tin hay xảy ra với phụ nữ trẻ. Nhưng theo số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia gần đây, thì những người từ 40 tới 59 tuổi lại có mức độ thỏa mãn thấp nhất và trải qua lo âu cao nhất trong các nhóm tuổi. Tháng 6 vừa qua, một khảo sát về hạnh phúc ở quy mô quốc gia tại Anh cũng cho thấy 45 tới 59 tuổi là nhóm cảm thấy đau khổ nhất. Kết quả này không khiến tôi ngạc nhiên chút nào. Chúng phản ánh đúng tình cảnh nhiều khách hàng của tôi, những người lẽ ra đang ở độ chín trong đời. Với nhiều người, tuổi trung niên là quãng thời gian tận hưởng thành quả lao động. Nhưng ngày nay, không ít người tới lúc sắp nghỉ hưu vẫn phải mang nợ và phải lo cho con cái dù chúng đã trưởng thành. Nhiều phụ nữ có con muộn, thậm chí còn kiệt sức vì vẫn phải chăm con, trong khi đối mặt với nỗi lo bị đồng nghiệp trẻ thay thế vì không bắt kịp công nghệ. Tuổi thọ dài hơn đồng nghĩa với việc bố mẹ già của họ vẫn cần sự chăm sóc, hỗ trợ của con cái. Susan Nan không phải trường hợp hiếm cảm thấy chán nản. Giống như tôi, chuyên gia tâm lý Hidan Burke từng gặp nhiều người trung niên bất hạnh. Tổ ấm bắt đầu rỗng khi mà con cái ra ngoài, khiến người ta tập trung vào hai khía cạnh quan trọng trong đời mình: nghề nghiệp và mối quan hệ. Hidan nói, đây là lúc phụ nữ đặt dấu hỏi lớn về tình cảm vợ chồng. Nếu không có con cái, cả hai sẽ thế nào và vì ai? Tầm 40 tới 50 tuổi cũng là dấu mốc về quyết định sự nghiệp. Người ta lại đắn đo, tôi muốn chậm lại hay phát triển tiếp, hoặc bắt đầu nghề khác, hay là nâng cao tay nghề đã có. Đây đều là những câu hỏi khó trả lời với người trẻ, và nó cũng chẳng dễ dàng hơn khi bạn đã đi quá nửa cuộc đời. Thực tế là nhiều phụ nữ không đủ ổn định về tài chính ở tuổi này, gặp khó khăn về cả hai vấn đề, tình cảm và công việc. Lina Kinlick, 42 tuổi, là một bà mẹ sống cùng chồng và bốn đứa con, lần lượt 19, 16, 7 và 2 tuổi. Cả hai đều là rổ giá cạp lại và Lina nói rằng chị sẽ phải trả góp mua nhà tới tận năm 66 tuổi. Gánh khoản nợ lớn ở tuổi này, tôi ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể nghỉ việc. Chị nói, chị đang làm nghề trông trẻ bán thời gian và phải đảm trách mọi việc nhà. Khi mới quen chồng, tôi đang làm chuyên gia công nghệ thông tin với mức lương khá và luôn cảm thấy độc lập. Tôi không do dự khi từ bỏ công việc đó lúc nhận chăm sóc hai con chồng, rồi có tiếp hai con chung. Tôi không hối hận, nhưng có những khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu đời mình sẽ thế nào nếu bản thân đầu tư hơn vào sự nghiệp. Chị bày tỏ, cảm giác này của Lina cũng là điều mà Susan Nan cảm thấy. Chị tiếc nuối quá khứ và thấy tương lai mờ mịt. Dù vậy, một việc chị không phải lo lắng ở hiện tại là chăm sóc cha mẹ mình vì họ vẫn khỏe mạnh. Nhưng với Gasoline, một nhà vật lý trị liệu 56 tuổi, lại là câu chuyện khác. Người cha 84 tuổi của Gasoline bệnh tật, còn mẹ chị cũng ôm yếu. Con trẻ út vừa ra ngoài sống, nghĩa là tôi và chồng lẽ ra sẽ thoải mái, tự do. Nhưng tất cả các kế hoạch ngày lễ cuối tuần đều đổ bể vì cha mẹ ngày càng trở thành gánh nặng. Tôi yêu họ và muốn hỗ trợ càng nhiều càng tốt, nhưng anh xã thì không thể hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy sằng xé và từ chối khi mà anh ấy rủ đi chơi vài ngày vì lo mẹ không thể xoay sở khi thiếu mình. Chị Gasoline kể,
ngay cả khi tiền bạc không phải là vấn đề và bố mẹ bạn vẫn khỏe mạnh, các thách thức của tuổi trung niên thời nay vẫn có thể khiến bạn chao đảo. Rachel Willett, 46 tuổi, làm việc trong ngành thời trang, có một cô con gái 18 tháng tuổi và đang sống cùng chồng, lại rơi vào cảnh giàu tiền bạc nhưng nghèo thời gian. Một ngày của Rachel bắt đầu lúc 6 giờ sáng và chưa kết thúc khi mà chị lên giường lúc 10 giờ. Lúc nào tôi cũng vội vàng, đưa con tới lớp, bắt đầu tới London, làm việc điên cuồng, sau đó lại vội vàng đi đón con, rồi về nấu ăn, chăm con. Chồng bận hơn tôi nên chẳng phụ việc gì, chị nói. Bất cứ phụ nữ nào ở độ tuổi 20 hay 30 có thể sẽ trợn mắt và nghĩ, thế thì sao? Nhưng hãy nhớ, Rachel hơn 40 tuổi, chị phải chật vật cân bằng giữa sự nghiệp với việc nuôi con nhỏ ở độ tuổi mà nhiều người đã lên trước bà. Bây giờ nghĩ tới việc khi mình 60 thì con mới 16, tôi thực sự sợ. Tôi hy vọng lúc đó mình vẫn còn sống và khỏe mạnh, chị bày tỏ. Sợ tương lai, nhận ra hiện tại khó khăn hơn mức mình từng nghĩ là chủ đề xuyên suốt trong câu chuyện của tất cả những người phụ nữ này. Tôi không có một cây đũa thần để phù phép. Sự thật là, nhiều vấn đề chúng ta đối mặt ở tuổi trung niên chỉ có thể kiểm soát chứ không thể khắc phục. Nhưng tôi tin rằng ít nhất chúng ta có thể tự tìm được những cách tốt hơn để bước tiếp. Con cái xa tổ ấm muộn hơn thì ta hãy học cách trân trọng khoảng thời gian ở bên con, coi đó như là cơ hội để gắn kết tình cảm gia đình. Nhưng cũng hãy để con hiểu rằng chúng đã trưởng thành, giờ ở chung với bạn chứ không phải là những đứa trẻ cần phải phục vụ. Đừng quên san sẻ bớt việc nhà cho con. Rõ ràng bố mẹ già yếu, đau ốm là một gánh nặng, thế nhưng nghĩ tích cực hơn thì bạn vẫn có niềm vui là còn được ở bên họ. Hãy tìm ra cách để chăm lo cho cha mẹ mà bản thân không bị kiệt sức. Còn những phụ nữ như Caroline thì phải tìm sự hỗ trợ từ các nguồn khác, có thể là các dịch vụ hay những thành viên gia đình, để cho phép mình đôi lúc được thảnh thơi, nạp lại năng lượng. Hơn hết thảy, chúng ta phải vượt lên để chấp nhận thực tế buồn rằng cuộc sống thay đổi và những mong đợi về thời trung niên có thể không xảy ra, dù vì bạn vẫn đang phải trả nợ hay chưa được tận hưởng tự do. Hãy tìm những điều tích cực mình đang có, dù đơn giản là bản thân còn khỏe mạnh, có người bạn đời đồng cảm, hay thậm chí là đang gánh vác công việc đầy thử thách.